Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Nhiều. Trời em hậu đài mà anh lăn xê như ca sĩ vậy trời. Vô nghỉ ngơi đi em, gan dọn cảnh rồi ra mừng tiếp anh. Trời ơi, thơm tụ quá, ngon lành. Hậu đài mà anh lăn xê em quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Mọi chuyện đi em lo cho. Ôi, ca sĩ. Alo. Dạ. Em Hứa Minh Dọn. Hậu đài kim thiết kế sân khấu anh. Dạ tối nay anh ca sĩ hát bài Bụi Phấn đúng không? Em biết bài đó, Bụi Phấn Bye Bye. Khi thầy biết bạn Bụi Phấn Bye Bye đúng không? Em thiết kế cho anh đó là bây giờ là có cái bục giảng ở đây. Rồi ở đây là mấy cái bàn học sinh. Rồi anh đứng trên đó anh hát. Ấn tượng không anh? Ý tưởng cũ quá hả? Chứ anh muốn hát bài đó sao? Lại về em lấy phấn em chà ra thành bụi khoảng 20kg. Rồi em đứng trong cánh gà, lúc mà anh hát bài đó là em thổi bụi phấn bay ra vô mặt, vô mình, vô mẩy anh hả? Rồi sáng tạo với anh. Em sợ bay không khán giả sao? Vậy mới ấn tượng đúng không? Rồi để em hỏi ông bầu coi sao. Trời ơi trời, ca sĩ đòi hỏi cao quá vậy. Khỏi bụi này chắc chết quá. Alo. Ông bầu hả? Dạ tối nay ca sĩ hát bài Bụi Phấn á, ảnh yêu cầu là đứng trong cánh gà thổi bụi phấn 20kg bụi phấn ra cho anh đứng ra hát bài đó. Mệt hả? Sao? Vậy em lấy 20kg phấn đó chọi thẳng vô mặt ổng ấn tượng hơn hả? Chọi hết 20kg vô mặt vô mày vô ổng luôn hả? Rồi rồi, để em biết em làm. Trời ơi, cái này ông bầu ổng xúi tôi đó nha. Tối nay có gì không biết đâu. Trời ơi, làm cái nghề hậu đài khổ dễ sợ. Đủ cái chuyện trên đời. Khổ năm gì mà người. Khổ. Cái gì? Quá khổ. Ai nữa? Ai khổ? Quá khổ. Ai khổ? Quá khổ, từ khổ. Tỉnh anh. Không khổ quá khổ. Phải bình tĩnh lại, cái gì khổ? Tôi quá khổ, tại sao không ai hiểu tôi trơn vậy? Hả? Không, anh bình tĩnh lại nói em nghe đi, em hiểu. Khổ vụ gì? Xe vé khổ. Xe vé mà, nghề tôi nghề xe vé mà. Trời ơi, xé vé gì đâu khổ. Khổ chứ. Làm gì khổ, trời anh là tên hoài xé. Gặp anh là xé hoài, vậy anh làm nghề xé vé là đúng rồi. Nhờ tôi xé nhiều mấy người mới có cơm sống á nha. Nào, sao anh? Bữa nay mới khổ nè. Vụ gì khổ anh phải kể em biết. Tôi xé suất 1 xong xuôi rồi, tự nhiên tôi thấy khán giả hăng quá, tôi xé luôn suất 2 giờ không biết sao luôn nè. Bây giờ không biết ai vé suất 1, ai vé suất 2, khổ quá khổ à. Ai biết anh sung quá chi, thấy nào bị ông bầu chửi cho làm sao. Bởi sung rồi vừa thôi chứ chả thiệt khổ anh làm gì. Trời khổ ơi, lâu lâu mới tăng cường danh ca, mới có khách đông, mới tranh thủ xé. Anh xé được vậy xé tét tay luôn còn mừng, chứ mà không có gì để xé mới đầu mới mệt đó thiệt. Anh hoài xé. Ông làm gì khổ? Em khổ nè, anh là anh khổ mấy chuyện xé vé thôi. Em ở trong hậu đài mới là khổ nè, đủ thứ chuyện phải đối đủ thứ chỗ độ em luôn. Làm gì đủ thứ đâu? Ca sĩ muốn mà bầu muốn rồi tùm lum tà la. Em nói anh kể mới bữa hổm đây nè. Cái cặp ca sĩ ra hát trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Quanh Đài. Đó, yêu cầu em là bà hát Chúc Quanh Đài á, yêu cầu em á là bà đi ra sân khấu á là bà mặc nguyên cái sa rê. Trời. Đó, xong rồi bà đeo cái đài radio nhỏ xíu vậy nè. Đó cho bà bước ra hát xong ta biết là bà là Chúc Anh Đài. Cái đài chút xíu gọi là Chúc Anh Đài à. Ai biết bà kêu vậy á, phải sáng tạo về khán giả mới thích. Ca sĩ nào tào lao. Em biết sao chiều luôn, còn ông Lương Sơn Bá mới mệt đó nha. Sao? Ông Lương Sơn Bá ông kêu là ông thiết kế giống nguyên cái núi bự chành mành vậy nè. Rồi dưới đây là sông. Rồi ổng từ trên núi ổng đeo con lương ổng đi xuống ổng hát. Là cho ta biết Lương Sơn Bá. Ê, cuối cùng mày có làm không? Vẫn làm. Trời ơi khổ quá trời. Trời ơi dễ ợt. Bây giờ Lương Sơn Bá là ra chưa xưng tên là người ta biết Lương Sơn Bá rồi. Còn nếu muốn đâu có cần phải dựng cái núi lên là cái chữ Sơn. Dạ à, sao? Bây giờ đó mai mốt ổng có yêu cầu như vậy à, mày cầm một cái bao thơ lương lên. Rồi. Bao thơ mà lãnh lương đó nha. Rồi. Mày cầm cái thùng sơn mày tạt thẳng vô nó. Xong bắt đầu mày đưa cái bao thơ lương cho nó, mày đạp xuống sông cho Hà Bá ăn nó luôn. Đó, Lương Sơn Bá đó. Anh xúi em giỡn ngoài tao chết em luôn á. Bây giờ thiệt, bây giờ em không biết sao mà nói chuyện với ông tùm lum tà la chuyện. Khổ lắm anh ơi. Ôi, nói nghề của mày khổ sao bằng nghề anh. Anh xé vé không cái gì đâu khổ. Mày, nhiều cái trường hợp kinh khủng lắm. Sao mà xé vé? Tao phải giải quyết, anh phải giải quyết em biết đâu. Sao? Đây nè, trường hợp này, có hai ông bà cụ già. À, đi coi
mua hai cái vé ngồi hàng VIP đàng hoàng. Ừ, xong chưa hỏi con cái này là coi nguyên chương trình luôn đúng không? Ừ. À, đó dạ coi nguyên chương trình luôn. Dạ hai cụ mời hai cụ vô, hai ông bà vô. Đơn giản quá có gì đâu khổ. Xuất hai vô nữa. Xuất hai cầm hai cái đó vô nữa. Rồi sao? Nói dạ cái này xuất một, xuất hai là nếu mà có vô thì phải mua hai vé mới. Cái nói không, cái này là tôi hồi nãy là bác có hỏi rồi, cái này là coi nguyên chương trình đúng không? Thì coi nửa chương trình là bà mệt, vợ tao mệt, tao đi ra. Rồi bây giờ nửa chương trình rồi tao mới vô lại nè. Để coi cho đủ đó. Khổ không? Có những trường hợp bây giờ không? Các cụ lớn rồi mình phải đưa vô chứ không lẽ giờ mình đuổi cụ ra đâu có được, mất làm vậy là hổn. Thì bởi vậy cũng khó mà tại mấy cụ cũng thông cảm. Ghê cái này mới ghê. Sao? Đang xé vé thấy hai người xăm hình rồi này nọ vô. Cái này căng à. Ê ban vé coi. Rồi. Đưa vé. Hai đứa đây vô. Hai đứa đây vô. Rồi anh xét vé sao? Xong nói anh ơi, hai người là phải hai vé. Đứa có một vé mà hai người. Hai người. Xong nói bây giờ tao thích vô một vé được không? Trời ơi. Anh ơi anh thông cảm đi. Xăm chỗ ghê lắm, người tập tạ đô lắm. Ê, anh ơi thông cảm này tại vì em chỉ làm công ăn lương thôi. Nói bây giờ mày giải quyết làm sao? Bây giờ tao muốn vô hai người mà một vé thôi. Nói anh ơi anh phải cho em biết cái lý do cho tội nghiệp em. Nói đúng bây rồi. Bây giờ tao một đứa mù một đứa điếc. Vô thì một đứa nhìn thấy và một đứa nghe được. Hai người cộng lại thành một vé thôi chứ. Quá đau khổ. Ôi, 1001 chuyện. Quá đau khổ. À cái vụ đó, bữa hở mày biết xong hai ổng vô á là em đứng trong đây em nghe sầm vậy dưới. Vô hai người giành ghế nhau quýnh lộn. Ờ, em nghe quýnh lộn quá trời. Người ta khán giả gần đó ta đứng vậy ta can. Mà anh bữa đó anh bậy. Tự nhiên người ta can để cho ta can đi. Em kêu bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Anh không cho người ta can là sao? Để người ta can đi tiếng kia. Tao đâu phải là không cho can. Trời ơi, anh kêu bình tĩnh thôi. Tao kêu bình tĩnh thôi là hai người đó là một ông tên Bình, một ông tên Tĩnh. Tao mới kêu bình tĩnh thôi đi. Bình tĩnh thôi đi. Mấy người tưởng tao bị kêu bình tĩnh, đứng ở ngoài hết, không ai can. Thấy tao sướng à. Cái này còn chưa kể mày nghe. Có một cái cặp yêu nhau 5 năm. Xong mua hai cái vé. Mua hai cái vé hỏi cái vé này có kèm trẻ em không? Nói dạ vé này thì không cần kèm trẻ em, nhưng mà nói là tại tụi anh cũng kẹt có mấy đứa nhỏ đó cho nên là có thể đi được không? Yêu nhau mà yêu nhau 5 năm. Ok vậy. Nói dạ cũng được, nhưng mà anh thông cảm là chỉ có trẻ em mà dưới 1 mét á thì cho vô không có cần vé. Vậy thì chuyện nó quá đơn giản thôi, gì đâu. Vô đưa hai vé xong thì vừa xét cái rẹ thấy 30 đứa con nít. Cái gì dữ vậy? Bà làm cô nuôi dạy trẻ mà. Trời ơi, đứa luôn, ta vô ta xếp ghế cho ngồi ta điên luôn mà. Bữa đó ta hốt tiền nên ta bù nguyên tháng lương luôn á. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Chua cay lắm, đâu phải đâu. Thì bởi vậy trong cái đoàn hát này trời ơi trời. Ai mỗi tình mỗi cảnh ai cũng khổ hết mà. Đủ thứ chuyện hết, kể cả ngày không hết luôn á thiệt. Thiệt, cái đoàn hát mình là kể cả một ngày đủ chuyện không kể, kể hoài không bao giờ hết. Cái gì vậy? Bây giờ này còn khá tập tành cái gì nữa vậy trời ơi. Có chuyện gì nữa vậy trời? Gần tới trời diễn à. Wow. Một tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi trước khi mê chê. Yêu người nên khổ thân cho ta. Tới yêu mà ra trăm lần yêu chẳng cho ta vui. Đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Thôi! Thôi, thôi. Gì vậy? Tình yêu sợ thì đừng có hát. Tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Khổ quá tao mới hát bài này chứ bộ. Nãy mới mở lên tưởng đâu ai, thì ra là ca sĩ Chí Mày Phủ. Ủa? Anh cũng biết anh Chí Mày Phủ luôn hả? Biết sao biết. Ôi, anh, em giới thiệu cho anh Chí Mày Phủ, ca sĩ lát hát lót của đoàn mình. Ê, em tưởng đâu trong đoàn của mình em biết anh chứ ai ngờ anh biết nữa. Em đừng bao giờ kêu là ca sĩ hát lót. Ca sĩ hát lót sẽ... Những người ca sĩ chưa nổi tiếng người ta đều là kêu ca sĩ trẻ. Hiểu chưa? Trời không ai ca sĩ trẻ mặt hát như anh luôn á. Xin lỗi em nè. Những ca sĩ nổi tiếng có thể có tên nhưng chưa chắc tuổi bằng anh. Ôi
ơi, tự tin ghê. Anh ơi, nhưng mà anh phải nhớ ngược lại là ca sĩ người ta cần tên, không có cần cái tuổi. Anh tỉnh lại giùm được không? Đúng, anh Chí mè phủ hôm nay bận bộ đồ ghê thiệt chứ. Ờ, bận bộ đồ. Đáng lý ra anh mặc màu đen không là đúng luôn á. Là sao? Chí mè phủ là chè mè đen mà. À, anh bỏ cái này vô là xương sao hụt lụ rồi. Anh ơi, anh Chí mè phủ. Ê, nói giỡn. Anh ca sĩ hát lót thì hát lót chứ gì đâu. Hát lót thì nói hát. Em đừng có nói anh như vậy. Tùy chỗ thôi. Về quận 5 đi rồi thấy nha. Người ta quảng cáo tên anh không. Cái gì ghê vậy? Có. Đó hôm đoàn mình hát ở Rạp Hào Quê ở quận 5. Ừ. Có cái ông đó đứng toàn quảng cáo tên Chí mè phủ không? Có quảng cáo riêng hả? Ờ. Thôi. Có. Ủa anh không biết hả? À? Không biết, đâu có biết. Vậy là chắc ông bầu mời rồi. Ông đứng à, ông chưa? Chí mè phủ. Chí mè phủ. Trời, quảng cáo dữ ta. Chí mè phủ. Ông kêu 4-5 lần vậy bắt đầu. Thấy bắt đầu có người xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng vô quá trời luôn. Ý chưa? Xếp hàng mua vé đúng không? Em không biết, em tò mò em đi lên cái em thấy người ta cầm cái chén lên húp cái rột cái đi ra. Húp cái rột cái đi ra. Ủa là cái gì anh? Ông bán chè mè đen đó. Bởi vậy anh là bởi vậy em nghĩ anh làm chiêu này nổi tiếng đi, mốt anh hát á anh bỏ 10 vé ông, anh kêu mấy ông mà bán chè vừa vô coi vừa bán chè luôn, người ta tưởng là fan anh á. Ờ đúng rồi. Vô chi mè phú, chi mè phú, chi mè. Thì giờ anh hát lót, chịu hát lót đi anh ơi. Nè, nó cấm mày nói chưa hát lót hay chưa? Yêu cầu đừng nói hát lót, ok? Ờ, ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Ok rồi, anh không thích hát lót đúng không? Ờ. Em kêu cái từ khác nó sang hơn, tiếng nước ngoài luôn. Được. Underwear single. Con giả mày sang... nha mày. Sang quá, sang quá vậy nữa. Ê, có mình chỉ lót mày đưa luôn cái quần à. Giờ liên tục chương trình, mời các bạn hãy tới với... Underwear đấy. Single Chí mè phủ. Thôi không có giỡn nữa nè. Bữa nay chương trình live show Thanh Tuyền nè. Đúng rồi. Ờ à, được không? Hạnh mời hát cái giờ vàng. Gì? Trời anh lên vậy luôn hả? Sao? Anh được hát luôn hả? Ờ. Huy. Ghê chạy. Vậy là hát giờ vàng là anh hát cái mở màn tưng bừng đúng không? Ai hát mở màn mày? Vậy là hát ao chương trình thật là đông vui nhộn. Ai hát ao? Vậy là giữa chương trình đúng rồi, đỉnh hoành tráng nhất. Tầm thường. Chứ hát ở đây khúc nào? Lúc Thanh Tuyền thay đồ tao hát. Đỉnh. Rồi, đúng nè. Rồi, đỉnh rồi. Ok, ok. Bữa nay tao hát một bài. Dạ. Ru Lan Chức Nữ. Nghe chưa? Mày là thiết kế đúng không? Rồi rồi, em qua em giúp anh. Mày gì? Do mày thiết kế cho anh một cái cầu ô thước. Cầu ô thước. Cầu ô thước đó. Là cầu ô thước đó là bắt từ bên này qua bên kia sân khấu. Nghe chưa? À. Đó là trong cái tích đó là có cái cầu ô thước. Cầu ô thước là. Ừ. Nhờ ô thước bắt cầu. Đó, 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 đó. Nữ. Rồi, à. Cái cầu bắt từ đây qua đây luôn hả? Đúng. Rồi sao đó, nữa? Đó. Ô thước nhưng mà phải làm bằng những con quạ bằng đen. Đúng rồi. Cái ngày đúng rồi, đúng rồi. Tức là cái tháng 7 Mương Âu á là ông trời bắt cái cầu ô thước. Đúng rồi. Cho nữ gặp nhau á. Rồi bắt mấy những con quạ màu đen nó buộc vô cái thành cầu. Anh cho nó vỗ cánh pẹt 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 rồi. Anh khó lắm anh. Trời bây giờ là người ta bán là người ta bán chim sẻ hay gì, trời quạ là phải đi bắt, mà bắt làm sao mà bắt buộc vô nguyên cái cầu từ đây qua đây. Anh đứng anh làm vậy là khó cho nó rồi đó, thiết kế mà bằng quạ sống là chết rồi. À, thôi được rồi, nếu mày làm không cầu ô thước không được thì bây giờ mày làm cầu ok đi. Ok là sao? Cầu ok là ảnh đi trên cầu là ảnh cảm thấy không có bị rớt xuống là ok rồi đó. Tầm ờ, bảy ok. Tầm bảy ô là đen, kê là gà, thế gà bằng thế con quạ bằng gà, mà phải mua gà đen nha. Cho gà đen mới ra. Khó em nữa rồi, gà ơi, gà đỏ gà hả? Vàng rồi dễ mua chứ gà đen khó em không à. Thiệt bây giờ phải xịt màu với con gà, trời ơi tốn tiền kinh phí rồi tùm lum ta la. Bây giờ về đi tao chỉ cho, anh muốn gà đen thì mày mua gà đen, mà bây giờ mày chạy tới chợ Bà Chiểu mày mua 100 con gà ác về mày kêu dòng họ mày nhổ lông nó hết đi là đen thui, cái mình nó đen thui à. Vẫn để y cánh vậy nó vẫn đập mình được. Thiệt. Là nguyên cầu bắt ngang qua một đống con gà quả thân. Vậy nè. Chơi luôn, được em đầu tư chơi luôn. Được không? Mà anh hát cái bài này với ai vậy? Anh hát cái bài này phải song ca. Hát chung với bà dì Năm nấu bếp á. Tao tập rồi hay lắm mày. Ê vậy hát được á. Hát sao? Hát chung xong rồi dì Năm vô nấu bếp là mày thiết kế cái cầu đó xong là bà Năm lấy 100 con gà ác đó là tìm thuốc bắc cho mình ăn luôn.
Không biết nha nè. Được không? Để em gọi hỏi ông bầu mới biết được. Chứ giờ ý anh vậy đúng không? Anh chơi nhiều cái ngặt quá anh. Ngặt khó em thiệt chứ. Quá ngặt. Alo. Ông bầu hả? Dạ, tối nay anh Chí Bè Phủ muốn hát bài Ngưu Lan Chức Nữ, muốn có một cái cầu bắt ngang ngôi sân khấu. Mà hát xong ca với lại dì Năm bán nấu bếp mình đó anh. Hoành tráng lắm nghe nói. Ok. Ok luôn. Ok. Bầu ok luôn. Ok rồi rồi rồi. Yeah. Trời ơi. Ông chịu rồi phải không? Ok anh. Ông nói sao? Ông nói là anh chọn đường này là sáng. Đúng. Được, ngon. Đúng. Thiệt, tươi sáng tương lai anh hơn. Là bây giờ á, ông kêu á anh là ngày mai khỏi hát nữa xuống làm bếp gì Năm luôn đi. À. Từ sáng quá trời giờ khỏi hát nữa xuống làm bếp nữa hơn. Thôi. Hát không may quá. Để tôi vô tôi trong tôi chờ ca sĩ mà không tới rồi thôi ha, tôi hát. Chịu số phận gì đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh hát cũng được mà. Hay. Ừ. Hay là gì? Sao? Bữa nay ta làm một tiết mục lạ đi. Lạ là gì nữa ông em bầu không chịu thì tao tự đầu tư. Anh đầu tư gì? Ở nhờ hai đứa bay hỗ trợ giùm tao. Hỗ trợ gì? Hai đứa bay minh họa cho tao hát một bài. Rất là lạ. Minh họa hả? Tự nhiên em ở đây còn làm. Ê, đừng có lo, có bồi dưỡng hết. Mỗi đứa $3. Ok. Sao anh? Nhiều lắm rồi. $3 5 phút, 1 tiếng đồng hồ làm có 10 đồng. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm có 5 phút là có 3 đồng. Trời chơi chơi anh. Được, tụi em giỏi hơn ra. Bây giờ chỉ diễn theo anh thôi gì? Anh hát bài nào là diễn theo bài đấy vậy? Rồi. Quả gì? Chơi đi. Chơi. Anh sẽ hát bài Tháng 6 trời mưa. Rồi. Vô. Tháng 6 trời mưa. Trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Lạy trời mưa lớn lên đi, con lạy trời. Ê! Ông muốn khô mưa luôn à? Ông bị điên hả? Tao hát Tháng 6 trời mưa, một thằng phun khí thế, còn thằng tụng kinh trù ai chết vậy? Anh kêu là lạy trời mưa. Diễn vậy sát bài quá rồi còn gì nữa. Thôi muốn mình diễn minh họa thì... Minh họa là vậy đúng không? Anh không muốn mưa thì minh họa là phải vậy chứ sao trời. Tao thấy minh họa không được rồi đó. Chứ giờ anh muốn sao? Bây giờ tao bay thành vũ đạo không? Trời ơi thà nói vũ đạo đi. Vũ đạo đi. Vũ đạo. Trời coi không biết mấy được. Rồi nhảy đi. Tụi em là toàn những người yêu nghề. Nhưng mà vô đây á là tại vì chưa có cơ hội lên hát. Cho nên là mới đi xót vé, mới đi làm thiết kế thôi. Rồi ta hát bài Love Potion Number 9. Chỉ riêng mình ta. Chỉ riêng mình ta. Vô. Ok. Được. Nhảy đúng không? Nhảy đàng hoàng, hoàng nha. Hoàng vô đàng hoàng nha. Vô đời hình anh. Cái chuyện đó. Bắt đầu. Vô đời hình liền. Tao thấy tạo kiểu là đẹp rồi đó. Bắt đầu. Mỗi sáng thức giấc không thấy chỉ riêng mình ta. Tiếng hát thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày anh rời xa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Cái gì vậy mấy ông nội? Trời đất ơi cái bài cái tay súng vậy mấy ông muốn cái gì mà ông nằm chỗ cái... Chị trời ơi. Diễn tả nó vậy thôi chứ nội tâm quá trời. Nội tâm chỗ nào? Nè. Anh thấy ông đang nằm nè không? Sáng sớm thức giấc bóng thấy chỉ riêng mình ta. Đó bắt đầu tới con chim nè. Tiếng hót thanh đó của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa là chỉ vô mặt con quỷ đó. Tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Vậy nó quá trời rồi anh còn đòi gì nữa trời. Ơi ông ơi cái bài này Nguyễn Hưng người ta hát nguyên một vũ đàn hoành tráng. Đứng lên sau nhảy quất qua bước lại đội hình này họ. Mấy ông diễn thì chết rồi. Trời ơi đi chơi với Nguyễn Hưng. Ra hỏi bà Marito coi bà dựng cái bài múa đó bao nhiêu ngàn. Sao? À, bà dựng cái bài múa gần cả 100,000. Ông đưa có $6 ông biểu nhảy như Nguyễn Hưng. Điên. Tiền nào của đó thôi chứ giờ anh muốn sao đem giúp anh hết sức cái kè rồi nhảy như Nguyễn Hưng. Giúp mình hết sức luôn rồi đó. Bực mình nó cắt cái lần đi. Rồi dẹp này đúng không? Bởi vậy giúp mình hết sức. Giờ anh phải tìm cái gì khác chứ. Anh cứ vậy hoài. Anh hát cả cuộc đời anh hát hoài không bao giờ lên nổi. Anh là phải có tài năng.
giọng hát của anh có. Mà em thấy gì nữa nè, anh là anh chịu khó bồi dưỡng lắm. Ờ, nó nói mà đi ta. Em... thiệt trời, anh hả, chế độ ăn uống anh rất là cao nha. Hình như là anh tập trung vô giọng là, ủa mà anh khoái ăn trứng sốt cà là mà ăn nó gỗ cho giọng đúng không? Đúng không anh? Ai biết, không chứ... như làm ca sĩ với rành nha, anh ta đâu biết. Hay là ăn cái đó mà bổ cho tập tạ cơ bắp. Tụi bay không biết gì hết trơn, làm gì cũng phải có suy nghĩ. Sao? Tụi bay biết mà, ca sĩ hát lóc người ta một đêm được chừng 200 đô. Mà trong đó hết 50 đô là ta phải đi mướn đồ, đi son phấn rồi. Trời ơi, thấy chưa? Trời trời. Gì? Đẹp đúng không? Đồ son phấn mà còn làm móng tay đẹp đồ nữa rồi anh. Cái này ta làm không có tốn tiền, do cái hãng mà iGel tài trợ. Trời, có tài trợ làm móng tay. Tài trợ làm năm móng có ý nghĩa hết. Ý nghĩa gì? Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng. Ôi cái nút cưới mà bóng này. Bóng gì lúc đó đẹp phải bóng cùng mà ổng thành bóng luôn rồi. Hay rồi. Bây giờ nghe nói đang có cái chương trình này mới hay nè. Chương gì? Mua hay là không mua sản phẩm đều được tặng vé số bốc thăm trúng hai chiếc xe điện hiệu Tesla. Trời ơi trời. Tên là X. Tiếng Anh chuẩn. Trị giá là mỗi chiếc là 100,000 đô. Ghê. Ồ ghê ghê. Ê, vậy đăng ký cho em nữa nha. Được. Đăng ký cho em ơi. Được hết á. Chứ tại nhiều khi em xé vé em không có để ý. Được. Bữa nào anh làm neo để xé vé cho đẹp. À, bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. Sao? Còn lấy 150 đô anh làm cái gì? Làm gì? Làm gì? Trước khi diễn anh đi sàn, đi kiếm tất cả những chỗ gần sân khấu mình, anh mua hết trứng và cà. Về ăn chi quá trời vậy? Còn chi vậy anh, gì dữ vậy? Ăn cái gì ông nội? Thế sao? Tao ra tao hát chửi mà khán giả không thích á. Muốn chọi cũng không có cái gì để chọi tao hết. Trời ơi. Ông tính xa dễ sợ luôn. Xa quá xa. Em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó, thiệt. Sao? Anh đúng luôn á. Đây, chưa có hết. Nếu mà nó có chọi tao né. Ủa lại gì? Sao? Vụ gì? Gì? Ôi, sao? Gì? Ý ảnh nói là ca sĩ mà làm live show mà hát 17, 18 bài. À đó 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 đó. 20 bài không mệt bằng ảnh hát 2 bài đâu. Ca sĩ mà làm live show hát 20-30 bài. Nó mệt nhưng mà chưa chắc nó mệt bằng anh. Anh hát có 2 bài mà anh rất là mệt. Anh hát 2 bài làm gì mệt bằng ta hát 2 mấy bài cha. Trời ơi, mà không hiểu gì chứ. Người ta hát thì bình thường nhưng tao hát tao phải có vũ đạo. Người ta có tập trung tâm thần, tinh thần của tao, tao phải rình chứ. Ủa hát mà rình nữa hả? Trời đất ơi, không rình sao được, có mắt phải liếc qua liếc lại. Hả? Nó hoàng tính lên né. À, né trứng bay vô cái phòng rớt xuống, không có bể. Tao né bên này, cà bay lên không có dập. Hả? Trời ơi, trứng hát... cà đó tao gom tao đưa bà Năm làm lương thực cho đoàn. Còn chưa kể nó quăng dép mũ, dép lào rồi chai lọ lên tao chụp, tao bán về chai. Đúng rồi, bữa hôm anh có đưa em bán về chai mới. Trời ơi, không em nhìn. Không nhưng mà anh hát kiểu vậy, mặc dù anh hát mà anh rình khán giả vậy nhưng mà vẫn có fan hâm mộ nha. Bởi em đứng trong cánh gà em thấy. Chứ còn gì nữa. Có con bé gái á, chỗ anh hâm mộ anh, nó tặng anh 3-4 bó bông á. Anh vui quá anh xỉu luôn á, nhớ không? Đúng rồi, tao xỉu rồi, đúng rồi. Sao vậy, nó tặng bông mà xỉu? Đó, nó tặng bông tao. Mà nó quên rút cái bông ra khỏi cái chậu, nó đưa cái chậu vô mặt tao luôn. Nằm viện mấy ngày đó, xỉu rồi đúng rồi. Giờ nó chọi với nó. Nó chọi lên xong nó giật cái bông lại, nó để cái chậu vai luôn. À. Có bởi vậy anh ca sĩ hát lót đúng rồi. Mày không biết đâu, mày đừng có nói vậy, sai rồi. Đây anh xót vé là có một tình một cái hoàn cảnh mà anh chứng kiến luôn. Chính anh là người đưa bà cụ đó lên sân khấu luôn. Ê, gặp fan anh hả? Cứ kể chuyện đó. Anh cứ để cho em kể. Chuyện vui thì mình. Đây nè. Bữa đó là có một bà cụ đi coi ca nhạc. Mà mắt bà hơi mờ, không có thấy. Bà nghe được giọng hát xong xuôi á, lúc đó tôi đang xếp ghế cho người kế bên. Xong bà mới nói: "Cháu ơi, à ca sĩ nào đang hát đấy?" Xong rồi, dạ ca sĩ Chí Mè Phủ. Xong bà nói: "Cho bà lên sân khấu để xem mặt tí được không?" Đấy, bây giờ bà ngồi gần này bà coi được rồi, nó không, mắt bà mờ lắm, bà không thấy đâu. Cho lên cho xem mặt được tí không? Nó mình thấy cũng tội. Thì dẫn lên, lộn khộm đi lên này nè. Đấy, mắt không thấy đường, thôi cho sờ vào mặt tí. Có đem quà có gói quà nữa, gói trong giấy báo. Ôi thiệt em không ngủ mỏi. Sờ. Đâu có thấy đường đâu. Sờ mắt sờ mũi đồ này nọ xong xuôi. Tháo cái tờ giấy báo ra. Lấy chiếc dép giả bẹp. Gì? Mẹ cái mặt như cái mâm rồi còn hát dở. Nói rồi cái tôi kêu đừng có kể. Cầm mồm bằng chị cầm. Ba kêu cầm mồm cút xéo vào trong. À
vậy là em biết rồi, bà đứng từ xa bà nghe, bà sợ trội hụt, bà mới kêu xin lên rồi tận mặt em quất cái tạt cho chính xác cái gì. Thôi đừng buồn anh ơi, em nói anh nghe, em cũng mê hát lắm mà vô đây cũng chưa được hát. Bây giờ mình cứ văn ôn võ luyện thôi, rồi một ngày nào đó tự nhiên ông tổ gõ đầu mình cái mình nổi tiếng, biết đâu được. Đúng không? Không, cái gì anh đâu? Không có đủ kiên nhẫn mà chờ vậy. Anh nói cho em nghe, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi ha. Bây giờ mình phải làm những cái trò xàm xí rú đưa lên mạng thì không là anh gì ơi, nữa mấy cái trò xàm xí đó là chỉ có nổi một thời gian thôi, nó không có cái độ bền bỉ. Anh phải làm sao mà khán giả để ý tới anh mà bắt đầu vô trong tiềm thức của họ, họ yêu mến anh bằng giọng hát cơ, chứ không phải là bằng chiêu trò tầm bậy. Nói gì tối nay còn là live show của Thanh Tiền nào, là người ta đâu cần chiêu trò đâu, người ta vẫn nổi tiếng. Được rồi. Sao? Anh tính như vậy. Những người nổi tiếng thì người ta mới làm live show. Còn anh chưa nổi tiếng, anh làm live show rồi sẽ nổi tiếng. Trời. Nhưng mà làm đàng hoàng nha. Làm được cái gì ta vậy? Bây giờ anh có cái ý tưởng cái gì? Sao? Anh sẽ làm sân khấu trên một cái ghe. Rồi live show anh hay, cái ghe hay, được. Diễn trên sông. Diễn trên sông luôn. Anh đầu tư mua vỏ xe, áo phao chị. Phát cho khán giả chị. Phát khán giả làm chi? Để khán giả bơi theo nghe coi anh hát. Trời ơi, cái live show gì ghê vậy trời. Anh sẽ hát từ miền Nam, hát đủ hết chín nhánh sông Cửu Long. Ra tới miền Trung anh hát trên sông Hương. Rồi ra tới miền Bắc anh hát trên sông Hồng. Đi tới đâu khán giả bơi theo coi anh hát. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Ý tưởng anh rất là độc lạ. Từ xưa giờ ca sĩ chưa ai dám làm live show như anh. Đúng. Nhưng anh làm như vậy á là đối với người dưới đồng bằng. Còn đối với những người ở miền núi là anh bất công với người ta. Người ta không coi được cái live show mà thật sự là lạ lùng từ xưa giờ của anh. Chứ làm sao? Bây giờ anh đưa lên cái chỗ mà cô Thanh Tiền sinh ra đi. Anh đưa lên Đà Lạt. Anh đem cái thiền lên Đà Lạt. Em sẽ cho thiết kế đưa lên cái thác Cam Ly cho anh. Thác luôn. Anh để cái thiền trên thác. Hay á. Bắt đầu mình néo 4 cọng dây cho thiền nó đứng lại. Khán giả đứng ở dưới thác, không lên trên bờ để bơi đâu. Đứng hay ở dưới cái gì thác nè, cái lòng thác đó. Bắt đầu coi lên. Khi nào giới thiệu ca sĩ chim mèo. Rồi sao? Em kêu chặt dây. Cái thiền nhào xuống lộn úp xuống cái thác. Là anh vừa xiết vừa hát luôn đó. Thế của nó còn gì tao nữa mày. Thì đó bây giờ nên lấy cái là live show cuối cùng. Hey. Lần đầu như lần cuối. Góp ý tầm bậy tầm bạ không? Không. Mày có ý kiến gì không? Ý tưởng lạ vậy em khóa nhờ anh biết sao không? Tại vì trên sông nước đồ nó đều 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 quá. Nó một cái live show là mình phải làm cái live show máu lửa. Máu lửa sao? Đúng. Máu lửa hoành tráng. Máu lửa lên anh, đúng không? Bây giờ máu lửa. Anh được khai thác đường thủy. Anh làm cái live show trên đường bộ đi. Được, miễn máu lửa là được. Đường bộ là anh thuê khoảng 5 chiếc container. Rồi trên mấy container là anh sắp mấy ghế đậu đậu cho khán giả ngồi trên đó. Bắt đầu sân khấu anh là anh đứng anh hát trên cái xe bồn. Anh biết xe bồn không? Xe bồn xe xăng á. Chiếc xăng rồi đó. Đứng trên đó anh hát. Lạ đó. Bắt đầu là 5 chiếc xe container sau, bắt đầu xe bồn chạy trước nào, bắt đầu xe di chuyển khoảng 40-50 cây số một giờ á. Là bắt đầu MC là và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Là em đem quẹt hoặc quẹt em thảy vô trong bồn xăng làm cái phứng. Trời ơi, vừa có lửa là vừa có máu là vừa có thịt rớt chụm. Mày điên hả mày? Thằng này nó kêu tao nhảy từ tên thác xuống còn mày châm lửa đốt tao luôn. Cái chương trình đó là chương trình phóng tên lửa của NASA. Ôi, nhưng mà mày ơi, tào lao mày ơi. Tầm 7 cái làm gì? Thôi, khán giả coi giống vậy ngồi trên container khó coi lắm. Sao? Bây giờ ảnh vẫn làm đường bộ. Nhưng mình sẽ thiết kế theo một cái kiểu khác. Đúng nào em? Khán giả đi bộ coi cũng được, đi xe Honda coi cũng được, đi xe buýt coi cũng được. Hay cái này hay ta. Cái này hay. Mày mướn một chiếc xe rồng 8 cửa. Có rồng thiết kế rồng phụng vàng đồ này nọ đàng hoàng. Đó. Đằng sau là một băng nhạc. Là băng kèn đó nha. Quá dữ á. Anh thích kèn, anh thích kèn. 8 đứa dancer bận rồng phụng. 8 đèn sơ luôn. Đó. Quá dữ. Chuẩn bị live show là khiêng ảnh đẩy vô phá. Anh nằm ở trong anh hát. Xung quanh người ta đi theo người ta coi. Đó. Kèn lên. Phà 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 phà. Dữ anh. Đó. Không mà biết sao. Hồi lâu giờ ca sĩ ta đứng ta hát không mà. Mà anh nằm anh hát á. Anh mới show được hết cái giọng của anh ra. Khán giả mới ngưỡng. Ui anh. Nhưng mà nằm vậy á. Thì sao khán giả thấy được mặt ảnh?
ở trước có thằng cầm cái hình đi rồi. Ủa tao nghe mày diễn tả giống như là xe chở hồn vậy mày. Tụi bay điên hết hả? Đưa được rốt cuộc người ta là cuối đời không vậy? Ý tưởng gì tầm bậy tầm bạ. Em chọc anh chơi thôi. Nói gì nếu mà anh đã khai thác, anh tập trung vô, anh nhờ cái ông gì là giám đốc, ông gì ai gieo á hả? Đó đó. Ai gieo? Ông đó là phi công luôn á. Sao? Mướn máy bay chơi trên đường hàng không. Lại show trên đường hàng không. Chưa bao giờ thấy. Có đi máy bay dân sự, phải mướn máy bay quân sự. Máy bay mà chở xe tăng thiết giáp rồi đó. Mướn xong mời khán giả lên ngồi hết trên đó. Sắp cái mũ ngồi trên đó. Ngồi hết trên đó, xong xuôi máy bay lên khoảng chừng tiếng hồ cho khán giả ăn uống đồ này nọ, xong xuôi bắt đầu chương trình live show. Anh hát cỡ chừng nửa bài bắt đầu hai con chân dài đi ra. Rồi, tưởng tượng đi. Hai con chân dài đi ra nắm tay anh. Đó. Xong từ từ tới mở cửa dầm anh xuống. Rồi bắt đầu khán giả bắt đầu kêu cái ông mà phi công á, lạng quay mấy vòng đảo ở đó cho khán giả coi. Rồi họ lấy máy quay phim á, họ quay điện thoại rồi này nọ họ quay lại. Quay làm gì? Quay với lại định vị. Định vị là làm cái gì? La bàn. Nó làm cái gì? Đặng báo cho gia đình ông biết rằng tới hốt xác. Hát bài. Ê, đừng có giỡn nữa. Giỡn chơi á. Thôi, đang cố gắng nè anh ơi. Giỡn chơi thì Dung là vô cái show của anh Tiền tối nay là nhìn đi làm. Ủa cái gì vậy? Ai kêu vậy? Để coi. Ông bầu ông gọi, không biết có gì không? Bầu rồi, không biết có chuyện gì. Alo, dạ em nghe ông bầu ơi. Dạ. Sao? Có chuyện đó nữa hả? Gì vậy? Cái gì nữa? Có chuyện đó luôn hả? Cái gì vậy? Gì? Chuyện gì mà nói đi, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Mấy anh ơi. Cái gì? Thời tới với mình gọi mấy anh ơi. Cái vé đang hết rồi, cái gì đâu mà. Không phải, cái đó là chuyện tập thể thôi, còn cái này chuyện cá nhân nè. Cá nhân gì? Chuyện gì? Em nói hai anh nghe, ông bầu mới gọi em nè. Vậy? Nói là tối nay lại show cô Thanh Tiền. Mà cô Thanh Tiền á là thích nâng đỡ những ca sĩ trẻ lắm. Cô nói là tối nay cô muốn song ca một ca sĩ trẻ có chất giọng lạ. Rồi xong á là kêu em tìm về một ca sĩ để tối nay hát nè. Bây giờ tụi cơ hội tứ với mình nói như mình đam mê mình lên luôn. Đây anh nói cho mày nghe, nếu để chọn ra cái người thì không ai qua người ấy. Tiếng hát mạnh mẽ, phong độ đẹp trai. Đó, người ấy chính là Hoài Xé. Cái gì vậy ông nội, làm tao mất hứng vậy? Tại sao làm là mày? Ủa anh ơi, em xé vé trong này bao nhiêu năm rồi, em chỉ mơ ước một ngày em được hát thôi. Mày có giờ mày em hát? Mày có giờ mày hát đâu? Anh thôi chưa nghe thôi. Hai người bình tĩnh, hai người bình tĩnh, đừng cãi lộn. Của em làm trọng tài đây nè. Đem em biết em sàng lọc, nhưng mà biết sao không, tìm ca sĩ mà xong cái cô là phải biết về cô, am hiểu về cô mới hát với chung cô mới hợp. Am hiểu là sao? Ví dụ như là giờ phải biết cô Thanh Tiền. Tại sao có tên Thanh Tiền? Phải biết ý nghĩa của Thanh Tiền là gì. Ví dụ như em là sao? Thanh Tiền là sao? Thanh là màu xanh, tiền là tiền bạc, là tờ tiền màu xanh, giống như cô, hấp dẫn như tờ tiền màu xanh. Mấy tùm bá, để tôi nói cho mày nghe. Thanh tức là giọng hát, tiền là tiền bạc. Thanh Tiền có nghĩa là đi dùng giọng hát mình lấy tiền người ta, gọi là ca sĩ. Tao trời ơi. Cái gì? Thanh là trong mát, tiền là dòng suối. Thanh Tiền là dòng suối trong mát. Anh mới nghĩa nhất nè. Tôi còn biết luôn à. Cổ sinh ở Đà Lạt. Rồi. Tên thiệt là tên Mai. Hay quá. Anh am hiểu đúng không? Rồi, có điện thoại nè. Thành thử tôi hát. Thôi, đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Rồi, để từ từ. Chưa biết. Alo. Dạ em nghe. Sao mấy anh? Mấy người. Có chuyện đó nữa hả? Cái gì chuyện đó hoài vậy? Rồi. Sao? Mấy anh ban nhạc mới gọi báo cho em mà. Sao? Là mấy ngày hôm nay live show của cô á, chế độ tập căng quá, sợ cô mệt nên tối nay không biết có diễn hay không à. Dành nha ông chi. Trời ơi, mất cơ hội nữa. Ăn mì gói luôn rồi. Thôi đi, đừng có sợ nhịn đói. Ai chứ hả, Thanh Tiền là tao biết chắc chắn là không bao giờ bỏ show đâu. Sao không biết? Trời ơi, không nghe hả?
đã thích giọng ca Thanh Tiền là phải biết cái câu nói của Thanh Tiền. Câu gì? Đây nè, để tôi cho nghe nè. Mở mở giùm em cái đó anh ơi. Cái gì? Ê, có bị lâu lắm rồi nè. Lâu rồi. Tí hát Thanh Tuyền. Dòng máu này còn chảy trong tim. Ân tình này chưa phai theo kỷ niệm. Hơi thở này còn thì tiếng hát Thanh Tuyền còn mãi vang xa. Thấy chưa? Hồi nếu cái này là mới mệt, hơi nghe mệt cái này là biết rồi. Nếu mà vậy là cô nói vậy là an tâm rồi, tối nay mình vẫn mở bây màn giờ chứ. Chuẩn bị đi, sân khấu rồi đi. Vậy là ngon rồi. Còn anh vẫn tập bài. Tập đi, tập đi, tập đi. Rồi tập cho tôi. Hai anh vẫn tập đi, em vô em lo em chuẩn bị rồi. Rồi ăn rồi tụi lương. Cho mấy cái đã tập. Rồi ra tập đi em phụ cho. Vô đây dọn dẹp rồi. Cãi nhau mất giờ quá. Hay quá, giờ là tối nay vẫn sáng đèn mấy anh ơi. Đây. Tập đi, tập đi, em vô dọn dẹp cái nha. Dọn đi. Rồi dọn dẹp cái. Rồi. Đừng đi. Tập nha. Rồi. Một người đi với một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nắng lòng mình nao nao. Hai người chẳng biết làm sao khi không có kẻ, thật lâu đừng buồn. Đã trót nặng thương thôi ta đứng lại, nhiều đường em qua. Người đi, đi với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lá sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay như qua thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió buồn hơi thở buồn. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió buồn hơi thở buồn. Trời ơi, chưa có bữa nào mà hai anh là tập nghe hát kìa. Trời ơi, bữa nay hai anh được hát cô Thanh Tiền không ạ? Ừ. Chào cô. Trời ơi, dạ thay mặt anh Chí Mày Phủ là anh Chí Tài với lại Hứa Minh Đạt cảm ơn Măng Thanh Tuyền, cảm ơn Măng rất là nhiều. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Thưa quý vị, lúc đầu Kỳ Duyên đã giới thiệu và cảm ơn người bảo trợ chương trình hôm nay, đó là công ty iGel Beauty. Bây giờ chúng tôi mời quý vị chào đón người đại diện của công ty, anh Daniel Bùi. Dạ, con xin chào chú, and con xin chào quý vị của Thu Nga Show. Cháu có vợ rồi phải không? Dạ, cháu có vợ rồi chứ.
tại vì đẹp trai như thế này. Thưa quý vị, 10 năm trong quân đội Mỹ là phi công của trực thăng máy bay chiến đấu đã đi Afghanistan. Nhà cháu hình như mấy anh em đi lính Mỹ hết phải cháu? Dạ thưa chú, 4 anh em của quân đội Mỹ. Nói thiệt với chú là cháu đi Afghanistan, cháu không sợ mấy nhưng mà cháu lên sân khấu này cũng hơi bị rung đó chú. Cái đó đúng quý vị, cái đó đúng. Các bác sĩ nói như thế này nè, khi mà họ phân tích một người nói trước công chúng thì cái thần kinh, cái bộ óc người ta sợ ngang với một người cầm súng lao ra mặt trận. Đó là kết quả nghiên cứu của các bác sĩ. Cho nên là một người đã từng đi chiến đấu 10 năm mà bây giờ là lúc nãy cứ run lẩy bẩy trong đó, thì chú bảo không sao, cháu có việc ra đây đi. Trước hết là chú cảm ơn và chúc mừng các anh em của cháu đã tham gia quân đội và bây giờ bỏ máy bay chiến đấu để trở về làm neo. Thì không biết là hai cái nó khác nhau nhiều hay không, nhưng mà thưa quý vị lúc nãy trước khi vào dạp, quý vị có thấy cái quầy hàng bày bán ở ngoài kia là của iGel Beauty, thì chú cũng chưa biết sản phẩm gì của cháu, thì nhân đây thì cháu thưa chuyện với khán thính giả vắn tắt. Dạ vâng, thưa chú với quý vị là iGel Beauty là công ty sản xuất về products cho nghề nails. Thì công ty iGel Beauty là trong anh em gia đình hết, thì cũng có mấy cái sản phẩm là trên thị trường cũng bán chạy nhất là 3-in-1, 3-trong-1. Thì nó cũng có lực sơn gel, lực sơn thường và bột vừa dip vừa đắp. Cái bột nhúng thì vừa dip vừa đắp, cái độ match của nó cũng 95-98%. Rồi cái màu là rất là chuẩn, rồi bột là rất là mịn. Cháu ơi, chú nghe nói hiện bây giờ cháu đang làm cái promotion, có cái giải thưởng hấp dẫn lắm, cháu công bố cho mọi người biết. Dạ, thì bây giờ công ty đang ra cái chương trình promotion là nếu mà quý vị cũng không cần mua sản phẩm của iGel Beauty cũng được một cái vé ticket để vô hàng tháng sổ số, là cái promotion đấy là cũng được thắng được $2,500. Rồi cái đặc biệt nữa đó là tháng 6 2020 là mình đưa sổ số là được thắng được 2 chiếc xe Tesla Model X trị giá là $100,000 một chiếc xe. 2 chiếc xe chạy điện đó phải không cháu? Dạ, chạy điện chứ. Cái xe mà nó mở cái mui lên cao giống như trong phim James Bond đó quý vị. Tôi là say mê cái xe đó lắm nhưng mà vì già quá không lái nổi. Nhưng mà chú nhìn cái xe đó rất thích. Quý vị tiêu thụ sản phẩm của iGel Beauty, quý vị có cơ hội để trúng 2 chiếc xe đó, chưa kể tiền mặt nữa vào cháu. Chưa kể tiền mặt nữa chứ. Dạ. Vâng, rồi. Cảm ơn cháu đã đến với chương trình, đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và chú rất là ngưỡng mộ gia đình cháu, là toàn những người thanh niên lao vào cuộc chiến cho nước Mỹ. Một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu Daniel Bùi của iGel Beauty, thưa quý vị. Tâm. Hôm nay mình lớn sân vô sau bích, mình hát cho các bạn nghe nha. Em đẹp không cần son phấn, xin thầm rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn cho mình em áo dài duyên dáng. Duyên cái đầu mày á, ra phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh về phương miền vang,
định sẽ sống. Những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà, em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi, bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó hà. Thì sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ấy chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ, chưa có ai selfie bao giờ nè. Cái bàn thờ. Đây, được nè. Vô coi. Hai. Con gái con nứa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mà mày cũng phóng lên, mày phá được hả? Trời ơi. Trời ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm, nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm? Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên? Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con Hoài Tâm rồi, nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá thì mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày, mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bên cua mà giữ quánh con, mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ, 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ, con đi biển mới về. Trời ơi con ơi, má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mấy gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mà hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y, mình có cái chút đường cong mình phải khoe khoe chứ má. Trời ơi vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi, trời ơi nguyên một bãi biển bao nhiêu con người, vừa con hé lộ một cái thôi quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi dạ. Vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que. Là tại mày hả? Không, con nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múi vậy đứng trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì dạ anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà ta lấy cây chọt cho người mà đứng im. Dạ đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó, dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng, anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ Hà Mã hay sao mà ta cấm mày tắm biển luôn. Con giống Hà Mã. Thái con vui quá. Giống Hà Mã vui quá. Vui quá má ơi, giống Hà Mã. Làm gì vui? Trời ơi bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ. Má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi con Hà Mã vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá mới chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều cái thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao hả? Chứ để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ thôi coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng? Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên nói ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má là con cạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm thì hại con. Vậy má mới nói. Ừ? Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt, má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông, rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu, tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy.
Trời, tự nhiên má dị đo tại những cái tuổi khỉ nó ông chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì. Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ uống chanh mà không có lấy đường, cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ê má, hỏi nè. Gì? Hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phân nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá, con hỏi thiệt, má tại tao nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích cái phun nước biến tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ giờ tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ. Còn người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ, anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn tăng 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 tăng. Con có hứa anh rồi, nếu mà anh về đây con chơi ảnh liền. Đó, anh bắn con bắn ảnh. Còn với anh bắn game, trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi là được rồi má ơi. Mệt quá, bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con ngồi đó, không có lấy anh đi, anh biết có tuổi khỉ gì ở nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Happy birthday home. Who's it? Thằng 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 Bớt rửng mở lại nha. Dạ, dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không được. Dạ. Ai mà rong rỡ ngoài vậy Mỹ Tâm? Dạ ai vậy? Dạ. Ôi trời ơi, xách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ gì mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Cắt duyên âm cho gia đình con. Dạ thầy ơi, trời ơi tôi biết mà, đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì đó, hết mẹ rồi tới con nha. Nghe đây. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu, tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè. Dạ không có để cho người ta nói. Dạ nói thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là dông nè, dông dập dìu, dông ồn ào lắm, thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây, xin mời, hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi, xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Dạ, vậy thôi. Chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. Rồi, dạ thôi em ngồi đây. Dạ, ngồi đây hả thầy? Ngồi đó, để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy? Giúp cho chân tay. Dạ. Chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kì vậy. Ê, ê. Thầy thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa trời, cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy. Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ Đức ơi. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ. Dạ thầy, hôm nay con muốn thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho nó lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn
Đứng im coi. Dạ con ngồi im mà thầy. Không, đang nói hai cái dòng kia. Trời, nhà con nhiều dòng dữ rồi thầy. Nhiều dòng lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều dòng. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho dòng nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Coi thằng quỷ nào đi trước tao tăng gấp dữ vậy. Thầy á. Dạ xin lỗi thầy. Thầy thắng thầy phải báo chứ thầy. Thầy ơi còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ điếc. Chết nó. Trời ơi. Tự nhiên ở đâu chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đứng im coi. Có sao không? Trời. Làm lễ cổng. Cách ra. Trời ơi, bánh bà cha. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi, thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con không biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cứ đi. Đứng lại. Bà làm gì á? Tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất dâm. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. Dạ, cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Mang lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi. Cái này con biết. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy. Thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Mang lại. Dạ. Ôi. Ê cái này tôi biết luôn. Ấn Độ. Đó thấy chưa giống lắm á thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Công nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì ha? Cái gì vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dưới á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Ôi miết. Thầy ơi thầy. Còn có lại đi. Dạ, cái gì vậy? Hả? Sao cổ tôi vậy? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây. Còn có lại. Dạ. Đây, lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ. Bộ cái vòng này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dằn lắm. Má ngồi yên. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Ngồi xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy? Con. Ui da. Thầy, sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn. Thầy, muốn thầy, cắt viên âm cúi xuống. Cái dòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá lại. Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Bà. Con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống coi. Ủa mới quánh ai nha cái chẹp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn âm binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kim thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kim thứ hai tao quánh. Về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả?
này thấy bắt đầu sai sai nè thầy. Sai quýnh nữa, sai quýnh nữa. Sai sai sai, được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa cắn cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Mở ra. Không có dở mặt tụi bay nữa. Cắt duyên âm cái gì? Cái gì? Về. Về. Mắc cái chứng ôn gì mà cắt duyên âm? Ông mắc cái chứng ôn gì, ông quánh đâu như con, ông đẻ không vậy? Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê, bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà. Ê, bộ tuổi dần nó ăn hết của ông cố nội, xong vô ông quánh như con, ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ, có đau đau chứ mà đừng có đứng banh càng. Con già này nha, tao nói thiệt mày, tao không cắt duyên âm, tao cắt buồn trứng hết rồi. Cái gì vậy? Ráng đi. Cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói cho mấy người biết. Gì? Con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi gả tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân, nó thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy, cái thứ cà chớ. Đáng, thứ đáng. Má. Đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. 37. Tại sao 37? Tuổi khỉ nó tốt. Tốt cái cù lôi. Má, nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha, ông vô đây ông cắt được chuyên âm, cắt không cắt được thôi. Con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Hả? Tại bà. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ là ăn đào mà không ăn hết trái. Tại sao đó? Đó tề thiên đại thánh đó, lên cho nó hái banh vườn đào, người ta ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt, hái đào thì ăn hết đi, dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa, cái đào lùn nó hái. Tại đào lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già bắt tôi mắc dịch tới đâu mất tiêu, tôi phải xa xứ, tôi đẻ con, rồi tôi bưng về đây tôi bán bánh canh, cái món mà cái thứ đó đó, cái thứ thích ăn nha. Tôi về đây tôi bán mười mấy năm trời tôi chờ mà vẫn không về hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy cái bóng, lấy thành mà không lấy ngò, lấy tiêu mà không lấy huyết. Được rồi. Má, ông có cãi lời má, phun nước miếng vào mặt ông cho tao. Xạo. Ây cha. Trời ơi, bấy cái gáy luôn à. Con xin lỗi má. Má ơi, quả báo đó. Đã như quả báo. Má, cái tuổi khỉ đó nó không phải như bà nghĩ. Đã như vậy với bà nghĩ. Hồi đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cù lâu đi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đúng. Bà dụ vô vườn đào bà nói là thôi vô đây ăn đi anh, ăn đi anh. Xong bà sắn trái cây vô mặt nó mới ăn. Con nhìn đi, với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mày nhìn đi. Mày công, công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi. Cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà vũ đàng hoàng, bà con, vũ con cũng thấy vậy. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Dạ. Tại tao nhớ thương người ta quá, tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà chào. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt duyên âm hả? Ghệ tao mà. Con này con ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh that that đi. What do you say? Sao mày ghê? Trời. Ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy mắc? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè, để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chiếc à. Ha. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu không bà nào? Bà còn yêu. Tôi không yêu được giọng đó. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Ông quên. Bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh, chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà,
nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi rồi cũng mang giả chữa mà, sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm nay tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghẹ này nè, thấy nó xấu quá mới nhào vô coi thử. Tao không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. À quên, con tao á, đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa, mày nghĩ Tâm là con đất đi. Ba con á ba. Ba này. Nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Hell? Mày cứ heo cái chó hoài. Không phải. Nãy giờ. Con vô đây con không hiểu. Con nhờ Daddy về đây để con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Hả? Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Rồi tôi định nhà quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Vậy. Nó là con khác. Nuôi. Dạ yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó, mày nói tao nghe coi. Dạ thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có. Thật sự nét đẹp của nó vậy mà mày thấy sao? Sẵn vô tao đây. Tao nổi da gà rồi đó. Ba, trời ơi. Không sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không Andy. Cái đó là cái lúc đầu thôi. Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá. Nhưng mà con yêu cái nét xấu đó. Mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Rồi trời mưa xuống 2-3 lần nở ra là xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà, diễn tả quá vậy mày. Không cái đó là cái thật sự, con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp đó. Bậy. Có lai tạp tao với bả. Dạ, nghe con. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà nét mày xấu là anh bả. Đi đúng không? Dạ ý là mày là tủi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi, con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á ha, có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra con nhắm lại con có xỉu 10 lần à. No. Con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó. Chứ bây giờ con gái á, nhiều khi đi sửa hết trơn rồi. Nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á, nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè, đó. Oh my god. Buffet. Yeah. Andy. Mày nhoài quá con ơi. Andy. Bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhúng tự động. Tự nhiên 30 mà tự nhiên bắt đầu là nó nhúng vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con thấy nè, khoan đã. Vậy? Con thấy anh Andy anh nói vậy, con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi, để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa ở nhà này. Thôi, bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này túi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu mà đuổi, tôi đi. 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 Ông đi thiệt hả? Đi rồi. Đi. Má đuổi người ta đi rồi. Ông đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông. Vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đáng yêu. Đáng lý mày cản ông cho tao cũng có hàng tao hốt chứ.
Thắm ơi, má thích rỗng thiệt. Biết mà. Mà ngơ nói tiếng trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết. Mà hên là đi lẹ, đi chậm chậm tao nhổ sạch lông. Nếu nó còn đứng đây có nhổ không? Thắm ơi. Ừ. Nói ổng tiếng đi, quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vô tội nghiệp tao Thắm mà. Trời ơi. Tao. Hả? Đây đây. Tao mặc vô khỉ già mắc vô à. Thèm chết mẹ là sao sao. Đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa. Về đây phụ bà bán bánh canh. Thôi vậy quyết định là về đây bán bánh canh nhau. Dạ. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà. Dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Tôi nước lương cùng như vậy mà mày còn nói không thay lương là sao? Chưa có tới lương cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, rồi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói chuyện vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình. Và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi. Bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng cười. Bà nín đi, ba không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mày còn ở với tao á, tao làm cái gì mày phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây nè, con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám, con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ, cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành đoạn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Không có. Tao nghe kỹ rồi.
tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã Hồ Đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà cái chưa. Ê, còn nhà con, còn con sao? Kệ mày. Ba, quan tài có nhà không? Quan tài có trong không? Mày đâu? Ở đây không phải chạy hồn, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn ai chứ? Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thật bất thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hôn. Anh Quýt. Mày tính trốn nào mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì vậy? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ con gà mái tơ nuôi cổ ông nói mới lụt chấm mới tiêu rồi. Cho tôi khóc món nợ vài ngày đi anh. Xít đồ nó mày. Chú, con lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dẹp yeah, mày. Khoan. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ta bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ. Lúc mượn 10 cây. Ừ. Tiền lời cắt cổ là. Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng. Vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ đây. Ở đây ca. Dạ Sông Quýt đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu quay. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà Chính ba trốn đi. Bà Chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Đau quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên quan chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc rồi. Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Anh quen ơi, anh có nhà không? Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Anh mẹ Tư chủ nhà. Anh có nhà không? Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc rồi. Anh quen ơi, anh... Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba
này đâu. Bà còn đi đánh số đề này phải không? Tao nói thiệt nha, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tóp vô nó khiêng đi rồi. Đó thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề, cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi núp luôn ở trọng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi làm sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm, nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chính bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạc nước sôi trong mặt người ta vậy? Thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe đó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng mà tiền nhà mà chị làm gì lá lối ôm sòm vậy, ai dám thiếu chị đáng nữa. Trời. Mà tôi nói chị nghe, tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng quan. Tại sao anh không lo làm ăn mà anh lo bài bạc số đề là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoan có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ cho con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên một con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi. Đúng không? Là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Thắng cho đặt tôi không biết nữa. Rồi bởi vậy? Tại tài của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chiêm bao mộng mị con thấy gì đó, con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thì với cô, bây giờ con nằm chiêm bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với ba con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng tài để nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tự tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư. Hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi hết trơn á. Bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hất cái quần xà lõn anh đây làm chi đó? Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà qua thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện đó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải về chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nước tôi đuổi đi, nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự ngàn tội nghiệp nên anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có ba đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe sáng rụp chết. Vậy đó hả? Ba tháng ba thằng.
Bởi vậy nó đi coi thầy anh. Cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ra phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe. Để mà xứng với lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi không được lắm. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu, anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Tôi nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Nói tôi hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại ba. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát: ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu. Con không muốn lấy... Con muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì? Tôi nói thiệt cái chuyện nha. Gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi. Thằng Tài con tôi á, là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Trời ơi, xương xa học lũ, chảnh quá ha, giàu ha. Nè nè, nói có sách tắt cái trứng nè, để coi. Gì? Để coi, nè. Nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó không có bất kiến, không thấy gì hết trơn. Đưa con đọc tao đó. Tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi rồi nợ 6 rau với 1 tháng, coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa. Ủa, ghi. Ủa gì hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang, tôi tính sơ sơ thôi nghe. Anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết đi anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán đi ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh. Có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi. Gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó. Rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài. Tha hồ anh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Trước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu: ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Nè ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chị con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe, quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè. Má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi. Đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trỏ bẫy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương. Bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi, bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa. Cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp
qua đây nó ra mắt anh rồi à. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi, sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi, anh là dân chơi thứ thiệt rồi mà nhìn anh tôi thấy đuối quá, cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng còn có cẳng một à. Kiếm bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa trơn hả? Đồ ổng đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó lẹ lên. Tài ơi tài, trời con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi con ơi, là con đi Mỹ mà không thích ha. Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Nghĩ kỹ đi Thúy Kiều, người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Cái đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt ông quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là Châu Nhuận Phát lúc về già. Ôi giời ơi, ngoài điều gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi giời, bao nhiêu mỡ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dựng đầu dậy đi qua đây gặp. Sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em chưa. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày và đặt cái cành trong giữa, gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha, đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Ừ, chồng hả? Ừ, chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó. Dạ. Việt Kiều đó hả? Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Dì dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp nè. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Quánh đến con à. Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Thế, nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện,
mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Chạy đi. Qua, từ nói nghe nào, qua tôi nói nghe. Anh Quang, nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tôi nói số 10 nè, là 10 năm tình cũ đó. Bây giờ vậy nghe, bởi vì ta nói ở đời nghe có 4 cái ngu, làm mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm trầu, mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi, thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi, kể kiểu nào thì tùy ý em, it's up to you. Chị nói gì nghe, để cho hai trẻ tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe, nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa cho sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Massage đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. Bố biết không, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Mà bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. Được. Gì? Chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay, con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Con nghe huấn luyện thì nó xỉu liền nè. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ, bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó, con ăn cầu 20kg sâm, con kham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? 3 thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư là. Trời ơi, 3 thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Khoan, vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính xối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. Ra đây đây. Cái vợ mà làm dữ. Nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyện này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi. Cho... thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhé. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quá đâu? Quán có nhau. Thằng nào đó bay? Quan Tài đây. Quan Tài bây giờ không còn là Quan Tài hồi sáng nữa đâu. Hey, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Ừ. Chắc cũng đồng nghiệp đây mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao rồi đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Ê,
Đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom bà còn lấp được, huống gì hố nai. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lùn mà vừa bụng bựng xấu. Này bà mà tát một phát ấy, thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Mày muốn lại không? Lại ra sáu quýt nè. Bởi còn chết chứ thưa gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được, chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xí vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Kể từ giờ phút này thằng nào mà động vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sồng sọc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quang, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nữa mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đĩa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê, sao quên? Cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Mọc, bà đang làm dâu hiền mà bà khó đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Ừ. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Rồi. Trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng với gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại, nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lử, con tự tử cần sớm hơn. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn được con. Ờ vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả?
đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc, trả lời đi. Z, alo. Z á thì bình yên, còn lô á bình hưng hòa nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái, cưng chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì? Hả? Trời ơi, em đang lộn tết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thấy có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi, đây là mai đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quên chết liền á. Để con. Em, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Bây giờ, ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè. Em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra thế đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1.8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên tao phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ. Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày thấy em gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Ê, let me check. Lô mà thốt. One minute. Được rồi, ta quyết định rồi. Finally, better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Yeah.